Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết cái việc thờ cúng tổ tiên là một trong những cái nét đẹp văn hóa, tâm linh truyền thống của người phương Đông. Và bàn thờ thì là nơi bày tỏ cái tấm lòng thành kính để tưởng nhớ đối với ông bà tổ tiên. Nó vừa là nơi tôn nghiêm, lại vừa là một cái nơi mà để cho con cháu hồi hướng về cội nguồn, cầu mong những cái điều tốt đẹp nhất đến với gia đình nhà mình. Và một trong những cái điều quan trọng của bàn thờ là phải được giữ sạch sẽ, thơm tho. Đó. Và cái việc lau dọn bàn thờ không phải là thích lau lúc nào cũng được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có những thời điểm nhất định để lau dọn bàn thờ. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thời điểm lau dọn bàn thờ tốt nhất giúp cho quý vị gia tăng tài lộc trong cái thời điểm từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Vậy thì đó là những cái ngày nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của việc lau dọn bàn thờ. Thưa quý vị, nói chung ý, người Việt ta vốn có cái truyền thống văn hóa uống nước nhớ nguồn, cho nên cứ vào ngày rằm ngày mùng 1 hay là ngày lễ Tết hàng năm thì hầu hết các gia đình đều tiến hành là cúng bái tổ tiên với mong muốn là được bể trên phù hộ, chứng giám cho cái lòng thành kính. Đặc biệt là bàn thờ là nơi tôn nghiêm nhất trong nhà nên luôn được đặt ở những cái vị trí trang trọng nhất. Cái việc lau dọn bàn thờ làm sao cho chỉn chu cũng cần phải chú ý đấy, để gia chủ làm sao mà được bình an may mắn và có nhiều cái phước lộc. Bởi vậy cái việc lau dọn bàn thờ và chọn nước lau dọn bàn thờ thực sự là cái việc rất cần thiết, cần phải làm tỉ mỉ để tránh ông bà tổ tiên khỏa trách mà mất lộc, mất đi cái phước lành đó. Thứ hai, chúng ta sẽ gì xét về cái loại nước lau bàn thờ nhé. Thứ nhất, chúng ta cùng gì sử dụng cái nước pha với rượu gừng đấy, nước pha với rượu gừng để lau bàn thờ. Thì người ta có quan niệm rằng nước pha với gừng, nước rượu ấy, tức là cái rượu trắng pha với gừng sẽ thu hút được tài lộc cho gia chủ. Nếu như mà theo quan điểm của người xưa thì cái loại nước này có thể giúp xua đuổi cái tà ma chướng khí, xua đuổi cái xui xẻo đấy, và đón nhiều cái may mắn và tài lộc cho gia chủ. Và trên thực tế thì cái việc lau dọn bàn thờ bằng nước máy hay là bằng nước giếng nó không thể sạch được những vết bụi bẩn hay là bụi mịn. Nên dùng nước rượu gừng sẽ giúp tẩy sạch những cái vết bám bẩn lâu ngày. Công thức làm thì chúng ta sử dụng gừng và rượu nhé, cũng không khó. Các bạn cần chuẩn bị một ít gừng tươi, rượu và nước ấm. Sau khi rửa sạch thì các bạn đập nhỏ gừng ra để cho vào cái hỗn hợp gừng và rượu. Cái nước thứ hai chúng ta có thể dùng đó là nước ngũ vị hương. Đấy, là một trong những cái loại nguyên liệu được ưa chuộng trong các dịp để lau dọn bàn thờ, đặc biệt là trước ngày rằm ngày mùng 1. Nó không đơn thuần chỉ là một cái loại gia vị đặc trưng. Nước ngũ vị hương cũng khá phổ biến trong cái việc lau dọn bàn thờ, nhà cửa và làm cho gia chủ sẽ gì tiền bạc ầm ầm kéo về. Cái ngũ vị hương nó là tổng hòa của các loại nguyên liệu như là đinh hương, gỗ, vang, quế, hồi, bạch đàn, vân vân. Thì bên cạnh cái mùi hương thơm dễ chịu, nước ngũ vị hương còn có tác dụng là chống ẩm mốc, xua đuổi côn trùng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái nước ngũ vị hương này để mà xông nhà, giúp cho việc xua đuổi ma quỷ cũng như là cái phiền muộn cũng như là cái u ám của những cái tháng mới, đặc biệt là trong tháng cô hồn này, ra khỏi nhà, giúp cho cái ngôi nhà nó được bình an may mắn đó. Và cách làm nước ngũ vị hương cũng rất là dễ dàng. Quý vị, để nấu được nước ngũ vị hương thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần cho quế, bạch đàn, đinh hương, gỗ vang, bồ hòn chanh xả vào khoảng 1,5 lít nước và đun sôi trong khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó rồi tắt bếp và để nước nguội bớt tầm 40 đến 50 độ là có thể dùng được. Quý vị có thể dùng lau bàn thờ thần tài, bàn thờ gia tiên đó. Năm loại hương liệu này thì được bán thành cái từng bộ một, từng set một đấy, để người dùng mua dễ nấu, thì quý vị ra cửa hàng đồ thờ cúng nào cũng có. Các bạn có thể mua chúng ở ngoài chợ hoặc là ở các cửa hàng bán đồ thờ cúng ấy. Đấy, nếu mà các bạn không có thời gian nấu nước ngũ vị hương thì quý vị hãy mua một cái lọ nước ngũ vị hương hoặc là gì sử dụng một cái chai nước nhất tâm hương. Đấy, cái chai nước nhất tâm hương này bao gồm có loại ngũ vị hương đấy, như được làm từ thảo dược tự nhiên như là quế, hồi, gỗ vang, đinh hương, bạch đàn, bồ hoàn, chanh xả. Nó sẽ giúp lau dọn bàn thờ được sạch sẽ, thơm tho. Nó tẩy rửa các vết bẩn trên men, sứ, đồ đồng, đồ da, kính ở trên kim loại. Đồng thời nó cũng sẽ làm sạch cái không khí trong phòng thờ, ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn, đuổi côn trùng, rán, kiến, ruồi, muỗi.
và nó tẩy uế, giúp cho cái ban thờ, không gian thờ cúng nó được vượng khí hơn, được linh thiêng hơn. Quý vị có thể tham khảo thêm cái chai nước ngũ vị hương để lo dọn ban thờ bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương này nhé. Một chai này quý vị có thể dùng được 1 năm đến 2 năm. Nếu mà 1 năm quý vị ngày nào, tháng nào mà cũng lau ấy thì sẽ được tầm 1 năm. Còn nếu như mà cứ cách 1-2 tháng mới lau một lần thì được 2-3 năm quý vị nhé. Và bên cạnh đó thì mỗi một cái chai nước nhất tâm hương này được tặng kèm một cái khăn lau sạch đấy. Thì cái khăn lau ban thờ nó phải là cái khăn lau sạch mới nhé, hoặc là những cái khăn mà quý vị đã lau ban thờ rồi, chứ không được lau chung với lại cái loại khăn lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đĩa, thì đặc biệt là khăn bỏ thì tuyệt đối không dùng lau ban thờ, thấy chưa? Thưa quý vị, tiếp theo là quý vị có thể là dùng rượu pha với tỏi. Khi mà lau dọn bàn thờ thì nó cũng gì cũng được, đúng không? Gia chủ nên dùng rượu pha loãng với tỏi giã nhỏ. Lý do là bởi tỏi ngâm với rượu có thể tẩy các vết bẩn bám, nó dính, nó vô cùng là hiệu quả. Đồng thời nó cũng xua đi được những cái vận xui đang đeo bám. Không phải cứ Tết mới sử dụng cái rượu pha tỏi, mà trong năm cũng có rất nhiều cái dịp để quý vị dùng cái loại nước này. Đó đặc biệt là vào cái thời gian là tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch này này. Đấy là cái thời gian tuyệt vời để quý vị lau dọn ban thờ. Đó. Vậy nên mà quý vị ban thờ mà còn bụi bẩn mà chưa lau trong cái ngày mùng 1 ấy, thì đến đây là cái dịp để quý vị có thể lau dọn ban thờ cho được thuận lợi hanh thông quý vị nhé. Tiếp theo một loại nước nữa là nước mùi già. Thì ngày nay dù bạn ở nông thôn hay là ở thành phố cũng đều có thể mua được những cái bó mùi già đã trổ hoa, kết trái để làm nước lau ban thờ. Những cái cây mùi già phần thân đã chuyển sang màu tía, khi đun sôi thì sẽ có mùi thơm ngát, giúp cho tinh thần được thoải mái, được phấn chấn hơn. Thì đây cũng là cái loại nước giúp xua đuổi đi cái xui xẻo như cái quan niệm tâm linh của ông bà Tang từ ngày xưa để lại. Cách nấu thì cũng rất đơn giản, quý vị chuẩn bị nước lau rửa bàn thờ từ mùi già như sau này. Rửa sạch một bó mùi già và vài miếng gừng để mùi già ráo nước. Gừng thì đập nhỏ, dập vỏ, sau đó là bỏ mùi già cuộn vào cái nồi nước ấy. Cùng với gừng và vừa đập nhỏ xong, quý vị đem đun sôi cái nồi nước đó ra với gừng để sôi tầm 10 phút, rồi sau đó tắt bếp. Chắt bỏ cái bã, lấy mỗi phần nước, rồi gì chúng ta tiến hành cho một chút muối trắng vào và hòa tan để dùng lau ban thờ. Nó sẽ giúp cho không gian ban thờ nó cũng được vượng khí. Tiếp theo chúng ta sẽ xét về cái nước tiếp theo là cái nước ngâm với lại cái hoa tươi. Thì những cái hoa tươi thơm phức ngày Tết, ngày lễ, ngày rằm, ngày mùng 1, thì bên cạnh việc dùng để dâng lên, để cúng lên, cúng bái tổ tiên, thì quý vị cũng có thể dùng nó để làm nước lau ban thờ hay là bao sái ban thờ quý vị nhé. Các bạn có thể chọn các loại hoa cúc đồng tiền, hoa sen, hoa hồng hay là hoa mẫu đơn thì đều được. Các bước thực hiện thì cũng không quá cầu kỳ. Các bạn ngắt từng cánh hoa ra, cho vào chậu nước ấm, ngâm rồi dùng sử dụng để lau dọn ban thờ thì cũng sẽ được vượng khí. Bên cạnh đó quý vị có thể dùng cái nước nấu vỏ bưởi. Nếu mà ở trong nhà mà có sẵn quả bưởi thì quý vị cũng có thể dùng nước vỏ của nó làm thành nước. Khi dùng cái nước vỏ bưởi lau bàn thờ sẽ có mùi hương dịu nhẹ và tẩy sạch được những cái vết bẩn. Cách làm nước lau bàn thờ bằng vỏ bưởi cũng sẽ rất đơn giản, là quý vị chỉ cần rửa sạch cái vỏ bưởi, đúng không ạ? Rửa sạch bụi bẩn bám trên đó, sau đó là thái từng miếng nhỏ và rửa cho vào cái nồi nước đun khoảng 5 đến 7 phút là để cái tinh dầu bưởi nó phôi ra nước ấy. Tiếp đó là tắt bếp để nguội và có thể dùng cái nước đó để lau bàn thờ. Cái nước bưởi thì nó có mùi thơm hương dịu nhẹ, nó cũng có tác dụng tẩy vết bẩn rất là tốt. Tiếp đến là nước ấm, nếu mà không có thời gian chuẩn bị cái nước mùi già hay là nước rượu gừng hay là nước ngũ vị hương vân vân ấy, thì quý vị có thể là gì? Mua một chai nước nhất tâm hương về để làm cho nó nhanh. Hơn nữa là quý vị cũng có thể là gì? Sử dụng cái nước ấm, nước đun sôi để ấm. Tuy nhiên nó cũng sẽ không tốt bằng cái nước nhất tâm hương. Và đây cũng chỉ là gì? Làm trong cái tình huống mà thay thế thôi thì quý vị làm được. Nó cũng sẽ giúp loại bỏ những mảng bám trên ban thờ và những vật dụng đó. Nói chung ấy, sau khi quý vị đun sôi để tầm 10-15 phút để nguội, sau đó thì quý vị dùng khăn nhúng vào để lau cho ban thờ nhé. Tiếp theo quý vị cũng có thể dùng rượu trắng để lau ban thờ. Rượu trắng là một cái chất tẩy rửa rất là tốt. Đấy, nó cũng sẽ giúp cho cái không gian ban thờ nó được gì vượng khí và nó cũng sẽ giúp tẩy đi, rửa đi những cái bụi bẩn, những cái ô uế trên ban thờ cũng như ở trong không gian phòng thờ. Rượu trắng có tính tẩy mạnh, có thể tẩy đi các vết bẩm cứng đầu nhất. Hơn nữa, nó còn bay hơi nhanh, có mùi nồng ấm, giúp cho ban thờ nó được nhanh khô và thơm lơ, thơm tho lâu hơn.
Chỉ cần lấy một chiếc khăn sạch chuyên dùng để lau bàn thờ, chấm một chút rượu rồi bắt đầu lau trên bàn thờ thì cũng sẽ sạch bong, không còn một cái vết ố nào nữa. Thưa quý vị, cái cách sử dụng các loại nước khi lau dọn bàn thờ thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị một trong các loại nước lau bàn thờ kể trên để bắt đầu công việc dọn dẹp bàn thờ. Trước tiên thì các bạn gì chuẩn bị một cái bàn thật cao, to, phủ cái lớp vải đỏ lên, hoặc là quý vị cũng có thể phủ giấy vàng đối với bàn thờ Phật nhé. Sau đó quý vị hạ đồ thờ cúng xuống bàn một cách là ngay ngắn. Các bạn cũng phải rửa tay thật sạch, dùng một tay giữ bát hương để tránh bị xê dịch. Tay còn lại dùng chổi khô hoặc là khăn sạch để mà dọn dẹp, lau chùi toàn bộ cái miệng xung quanh bát hương cũng như là lau dọn bát hương. Cái mặt bàn thờ thì quý vị cũng cần phải gì lau dọn sạch sẽ. Sau đó sử dụng cái khăn sạch thì mới có thể thấm vào nước bao sái rồi lau chùi bàn thờ. Đó. Cũng như là cái đồ thờ cúng. Đấy. Tiếp theo ấy, thì thứ tự lau thì quý vị lau cái bài vị cứ từ trên cao xuống thấp, từ trong ra ngoài. Đó. Sau đó thì bắt đầu là gì? Có thể lau bài vị của thần linh gia tiên, sau đó là đến bát hương, đến các đồ thờ cúng khác. Đấy. Đừng làm đảo thứ tự nhé, kiểu là bị bề trên của trách. Thưa quý vị, các đồ thờ cúng bằng đồng thì có thể được đánh bóng bằng cách là dùng cái khăn sạch tẩm giấm hay là gì cho một ít muối ăn hạt trà vào một chút. Đấy. Sau đó lau lại bằng một lượt bằng nước bao sái đã chuẩn bị. Các bạn cũng nên chia nước thành nhiều lượt để mà dùng. Đấy. Nước nào bao sái cũng được sạch sẽ để cái việc lau dọn bàn thờ nó được tươm tất, được chỉn chu hơn. Nếu mà các bạn nấu dư nước bao sái bàn thờ thì có thể dùng để sử dụng gì để lau dọn các loại đồ vật khác trong nhà như là bàn ghế, sofa, đồ trang trí, bàn ăn vân vân. Đó. Hoặc là cũng có thể là gì lau dọn các vật phẩm phong thủy trong nhà, vừa có sức là gì trừ tà lại vừa mang lại cái vượng khí may mắn, phước lành cho cả gia đình quý vị nhé. Thưa quý vị, vậy thì một câu hỏi đặt ra là lau dọn bàn thờ cần tránh dùng các loại nước nào? Như đã nói ở trên ấy, thì không phải nước nào cũng có thể dùng để lau dọn bàn thờ được quý vị ạ. Và sau đây là một số loại nước cần phải tránh không được dùng lau dọn bàn thờ quý vị nhé. Thứ nhất là nước lã. Theo quan niệm tâm linh và phong thủy thì nước lã là cái loại nước không được tinh khiết, có chứa nhiều cái loại tạp chất và vi khuẩn, không thích hợp để dùng làm cái loại nước lau dọn bàn thờ. Sử dụng nước lã để lau bàn thờ cũng khó có thể làm cái vết bẩn nó sạch một cách dễ dàng được. Bởi vậy, nó sẽ không thể làm cho ban thờ thần linh gia tiên hay là ban thờ thần tài được thanh tẩy cái tục trần hay là quỷ khí. Các loại xà phòng tẩy rửa thì quý vị cũng không được dùng nhé. Đây không phải là cái loại nước phù hợp cho cái việc là lau dọn bàn thờ, bởi chúng được tạo ra từ các hóa chất độc hại và có thể là gì? Có tính tẩy mạnh sẽ gây hại cho sức khỏe của gia chủ và sẽ làm hỏng bề mặt của bàn thờ, cũng như là các vật dụng thờ cúng khác. Từ đó sẽ làm mất đi cái ý nghĩa và cái lòng thành kính của gia chủ trong cái việc là lau dọn bàn thờ quý vị nhé. Sau đây là những cái lưu ý khi lau dọn bàn thờ. Thưa quý vị, theo các chuyên gia phong thủy thì các thành viên trong gia đình đều có thể lau dọn bàn thờ, không nhất thiết phải cứ là gia chủ, trạch chủ đứng lên. Tuy nhiên những người mà làm cái việc dọn dẹp bàn thờ thì trước hết phải để cơ thể nó được sạch sẽ, mặc đồ quần áo đàng hoàng và thành tâm, đặc biệt là không được di chuyển chân hương tùy tiện vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái may mắn của gia chủ. Nhất là sau khi dọn bàn thờ thì cũng không được làm đổ hay làm vỡ, hay nói tục hay chỉ bệnh hay là nói to, làm ảnh hưởng đến cái tổ tiên. Nếu mà có nhiều bài vị cần phải lau dọn thì quý vị cần phải là gì? Đổi chậu nước khác, không dùng chung nước để tránh bất kính với bề trên, và cũng không được di chuyển chân hương tùy tiện hay là gì? Tùy ý tỉa đổ bỏ chân hương, không được làm vỡ đồ. Đấy. Cũng không nói tục, không chỉ bệnh, không to tiếng quý vị nhé. Tránh di chuyển bát hương xuống bàn, không lau các đồ thờ cúng trên bàn thờ, không dùng khăn bẩn để lau bàn thờ hoặc là đồ thờ, hoặc là gì cũng không kẹp đồ thờ vào nách hay là vào tay chân vào háng, vì như thế nó sẽ không đẹp và gây ra sự bất kính với thần linh và sẽ dễ bị gặp phải những hung họa. Thưa quý vị, đó là những cái điều lưu ý khi lau dọn bàn thờ. Và bây giờ chúng ta cùng xem là vậy thì chúng ta nên lau dọn bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài, bàn thờ Phật vào thời điểm nào. Quý vị thân mến, thì thực tế cái ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng thì trước đó một ngày hoặc là trong sáng chúng ta tranh thủ chúng ta cũng thể dọn dẹp được.
Bên cạnh cái việc thắp hương, hoa quả, cầu khấn thì chúng ta có thể dọn dẹp bàn thờ trước. Đấy, lau dọn bàn thờ vào cái dịp tháng 7 âm lịch này cũng sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng đấy. Cái việc lau dọn rút chân nhang trong thời gian này nói chung ấy là cũng là một cách để bày tỏ cái tấm lòng thành kính biết ơn với ông bà tổ tiên. Công việc này thường được sử dụng vào cái tháng 7 âm lịch ấy. Đây cũng là cái thời điểm thích hợp đúng không ạ? Thì ngoài cái dịp 23 tháng Chạp, đây là cái thời điểm thích hợp nhất để làm cái việc này. Thì để chọn ra cái ngày tốt để mà gì lau dọn bàn thờ thì chúng ta sẽ sử dụng quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Thì trong này nó có phần hứa chân quân Ngọc Hợp Ký ở trang 165 nhé. Thì quý vị mở trang 165 ra. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch thì bao gồm ngày sau này. Ngày đầu tiên là ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch, nó sẽ rơi vào ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch, là ngày thứ tư. Ngày tốt thứ hai là ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch, nó sẽ rơi vào ngày mùng 9 tháng 8 dương lịch. Đó, nó là ngày thứ sáu. Và ngày tốt thứ ba thì nó là ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch, nó rơi vào ngày 11 tháng 8 dương lịch, nó là ngày chủ nhật. Và ngày tốt thứ năm, đó, nó là ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, tức là nó sẽ rơi vào ngày 13 tháng 8 dương lịch, đó là ngày thứ ba. Thì quý vị có thể chọn ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch ý, đó là ngày chủ nhật, để quý vị lau dọn cho sạch sẽ thơm tho. Hơn nữa là chủ nhật mình có thể chủ động được hơn nhé. Thưa quý vị, đó, thì quý vị có thể tham khảo thêm một quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 nhé, để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình trọn đời mà không phải nhờ vào bất kỳ ai. Thưa quý vị, thì để tiếp tục cho chương trình, bây giờ chúng ta cũng tìm hiểu cách lau dọn bàn thờ ra sao cho phù hợp quý vị nhé. Thì đầu tiên các bạn cũng nên chuẩn bị các dụng cụ để lau dọn bàn thờ như là khăn sạch này. Khăn sạch thì khi mua cái chai nước nhất tâm hương thì quý vị cũng đã có rồi đúng không ạ? Thứ hai là một cái loại nước lau dọn bàn thờ thì quý vị có thể dùng cái nước nhất tâm hương. Đó. Ưu tiên nhất tâm hương nhé. Mà quý vị nếu mà không có điều kiện thì cũng có thể dùng cái rượu gừng, rượu trắng, ngũ vị hương hay là rượu tỏi ấy, hoặc là rượu mùi già hoặc là những loại dầu thơm vân vân để mà lau. Thì ngoài ra quý vị cũng cần phải có chổi, chổi hoặc là giấy lau, chậu nhỏ, một cái chậu để giặt khăn ấy. Thì tất cả cũng cần phải được là đồ sạch đồ mới nhé, đồ sạch đồ mới. Và để riêng cho cái việc thờ cúng, không dùng cái khăn lau bàn thờ để lau bát, lau bàn ghế hay lau nhà. Đó. Trước khi lau dọn thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị một cái mâm lễ nho nhỏ đấy, và thắp hương cầu khấn. Khi mà lên hương thì các bạn thắp hương xin để xin được các ngài phù hộ độ trì, xin phép các ngài cho phép là gì lau dọn bàn thờ cho được hanh thông thuận lợi. Lễ vật thì không quá cầu kỳ, quý vị cứ tùy tâm là được quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái ngày hoàng đạo để chúng ta lau dọn bàn thờ trong cái thời gian là từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.